Rồi, bắt đầu. Xin chào mọi người nhé. Bây giờ tôi thử cái loài quạt này nhé. Cái này là do chuột cắm các bạn nhé. Quạt này quạt hơi nước nhé. Để tôi quay một vòng. Cái này người này làm hàng Thái nhé. Hàng Thái cho nên có thể là mua bên Thái nhé. Hàng Mitsushita nhé. Hàng chữ Thái đây này. Thấy thì giống của tao, nhưng mà thấy hàng Thái cả cho nên đằng sau thì Mitsushita đấy. Mà lại hàng của Việt Nam, Argentina Việt Nam, Mofan Moje MS 2880 nhé. Nó không biết của hàng nào nhưng mà nó nói là của Thái, chứ hàng thấy tương đương với hàng Trung Quốc. Cái này có phải của Thái không mày? Cái này có phải của Thái không? Hả? Cái chỗ dung dụng của Trung Quốc không biết, nhưng mà Thái thiệt chứ hết. Thái Trung Quốc hiện tượng của nó là ấy nhá. Đây các bạn xem đây, nói chung hình thức đây đâu cái này hả, mà dân Việt Nam à đấy nhá. Cái này là đấy, thấy không có gì của Thái nhỉ, hả, mà dân Việt Nam China nói của Thái nhưng mà thật sự thấy không phải Thái nhá. Hiện tượng của nó là đứt hết dây các bạn nhá. Đây xem cái mặt thử xem đó không. Chuột cắm nhé. Chuột cắm cho nên chúng ta bây giờ thì chúng ta phải móc nối lại. Dây nào thì chúng ta bắt đầu phải lên nhá các bạn nhá. Thông cảm chứ cái này không lên là không ra đâu nhá. Bởi vì để mà không có sơ đồ nhá. Đứt dây là thảm hại nhá. Thảm hại cái gớm nhá. Tôi theo màu của các bạn nhé. Còn cái nào không màu thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý sau nhé. Cái này chú trước tiên chúng ta màu cái đó. Màu này. Màu vàng này là của quản lý đông mì này. Phải không? Nồi tàm này nhé. Cái nào màu mè chúng ta nối chúng ta màu cái đó. Ôi. Thằng ấy ngay ở đấy nhưng mà bên quận là bên quận gì đấy. Đấy nó kẹp nó đâu thế mà nó cái vòng rồi. Hả? Cái vòng này nó. À như ta lông nó luôn vô không mày. Lông ông kẹp nó luôn này. Hay nè. Lông nó hơn ạ. Lông nó vẫn lại. Một quần lại đó hả? Để. Rồi. Để tôi lấy ông ghế nè. Mì chơi lại. Đấy, chúng ta tiến hành. Hả? Làm lông nó tôi quyết đi. Gì? Tại vì nó đổ rồi đi. Xuống cái mắm luôn đi. Mà để nó. Thì mới bắt đầu đi các bạn. Mới bắt đầu hả chua cái lồn mới đi chua cái mấy chục quá quá thằng đi đúng lên ngơ ngỡ đi mà còn bị đang đi chua mấy vô lý rồi lấy chua mốt thôi cho con mốt chưa nã có nhây ở đây chua mấy đâu ra ra rồi lừa mấy à chua cá nó chua mốt chua cá. Nó đi rồi có vị à. Rồi nó tròn được. Táo tới có vị. Thì có lại hàn lại. Có ngay ta nó nhọt rồi nè. Thì nó hàn lại. Rồi sớm đi mời vùng sáu. Sao đó? Vùng tới canh dế rồi. Ừ, ngồi này. Cái ngoài hẳn nó muốn ăn. Ừ. Kiến cũng nên làm cho kiến 11. Hả? Kiến kêu mà nó. Có chứ. Chớ ngon. Nè. Bán bán được bán được bán chế mắc quá đỡ đi là phi tục quên xuống rồi xuống cái tục rồi vui quá cái từ ngủ món cái từ bữa nữa nên món đến hồi cũng cho xuống
từ đó nhá rồi mới cho cái từ hồi từ trước nữa có cái là cỏ lon từ trước cái hồi bên chí từ trước thì cọc bo từ trước khu kia để thế đấy ăn cũng cho vui một nhờ mới khi nắm chơi mà đi đấy để chuyên bỏng rê cái nào về đây cái nào về điền cái là ảnh cái toan thôi cùng mơi nắng thoáng thợm nhưng mà nữ đúng không à, rồi. Cái món nào được cũng cái nào mắc vô là đi bên ngoài nữa rồi cái thoáng kiên tán người lấy nữa nữa lại cùng mơi cân là rồi đúng vừa bữa rồi cho vui sáng hồ mơi sáng vui là được rồi cùng vui vẻ thôi nha một chơi các bạn nhé thằng dây thứ hai này dây thứ hai để xem xét nhé dây thứ hai là dây tụ nhé dây tụ là phải nằm ở bên trong này ra nhé mà hợp với màu là màu trắng các bạn nhé ai là nó cắm như vậy màu trắng có là chúng ta nối cái này lại này rồi là dây tụ các bạn này chích chứ rồi xịp đứng chết cả rồi để ra tụ dây trắng này nối cái này khá lâu các bạn hồi nào có là chúng ta nối dây cơ bản thôi các bạn lật cái này lên này những dây tụ chúng ta không nói nó đây là để chúng tôi chỉ cho hai dây dây này dây cảm biến này dây này là dây của máy bơm nước này bơm ở dưới lên này thì chúng ta lấy một mũi này này đấu toàn bộ với một cái nguồn của cái này cho cái dây xanh này dây xanh này bị cắm rồi đấy toàn bộ dây xanh này đây đây các là dây chung này. Còn luôn là một dây chúng ta đấu có cái mũi này các bạn nhé dây chung dây nguồn này dây này là dây gì dây này cắm đứt dây này là dây nguồn này các bạn này dây này là dây nguồn này. Nối vào dây nguồn này, toàn bộ cho máy này đấy chúng ta sẽ tiến hành hàn hàn dây tụ để tôi giới thiệu mấy cái công tắc này các bạn nhé đây công tắc on off mở vô nguồn ra này còn đây là công tắc bật số này đây các cái nữa tức là tốc độ của cái nước lên chậm này nước lên trung bình này, nước lên cao này thì đây là số 1 2 3 này ba số này hai số này là không tắt này thấp cao tức là nó làm ở đây nhưng mà nó cụ thể như cái này nó thấp cao hai số mít ở bên chỗ này lao thấp cao đây nó đấu trực tiếp luôn là cao nhá rồi còn đây là số số của nó một số đấu trực tiếp luôn nhá bật là nó chạy luôn ở đây nhá là số 3 nhá là nó nhanh nhá rồi còn nút này nút để chuyển cái đảo chiều này đảo bên này đảo bên kia đấy switch đấy ở đây cô linh là lạnh nhất nước lên nhiều nhất này lao như vậy là ba số của cái cho bơm này ba số cho quạt này 1 2 3 này chúng ta tiến hành nối nhé còn đây là dây nguồn này đang bị cắm đứt này. Đấy. Vậy chúng ta bây giờ những cái nút nào cơ bản là ba chúng ta đây chỉ đầu này đây thì nó có tới 5 giây là đúng 1 2 3 4 5 6 giây nhá 6 giây thì 6 7 giây nhá một chơi mát nhá tôi đang có một chơi mát đây này các bạn chơi mát đây đấu thẳng ở đầu này nhá rồi rồi với nhá rồi vừa muốn đấy nó nhiều dây còn dây đen này chắc chắn là dây nguồn này nguồn chung này. Đây tụ rồi có rồi số 1 dây trắng này là số dây trắng này là số A này còn dây xanh nè còn dây xanh là dây này sau chúng ta đấu những màu với màu của đạo hồi này chúng ta sẽ tiến hành thêm sau nhé bây giờ chúng ta đấu cái đạo hồi này chúng ta hướng dẫn sau bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn nhé hàn cái này nhé đấy
Vậy thì chúng ta tiến hành lúc nào chúng ta sẽ quay song thao nhé. Nói chung là nó bị chuột cắm đứt dây toàn bộ nhé. Đây nó chỉ thị cái của nó đây, nó có các cái nút đây thì các bạn đấu thôi. Màu thì nó có đây rồi. Bây giờ quay nó dài dòng quá. Thực chất mà nói thì nó có hai dây tụ này. Một dây tụ, một dây vào đây, một dây tụ này, dây nguồn này. Và các cái dây này đây thì có cái đây nó có hai dây xịt quýt đây. Tức là chuyển bên này chạy bên kia. Quan trọng là nắm cái số này cho đúng này. Đấy, ba số này này. Còn cái hút nước thì nó có công tắc của nó. Hồi nãy chúng ta vừa bật vừa đo nhá. Đây là số 2 này. Số 2. Số 1, số 2 này. À là số đây số 4 này. À dòng còn ở bên dưới này là số cái gì nhỉ? Của cái mũi dây này. Mũi dây này. Đây các bạn. Đấy là số 4, 1 2 3, 3 số. Còn đây là công tắc của nguồn này. Đây công tắc của đảo chiều. Vậy thôi. Bây giờ nó quay cái này nó dài lắm nhá. Chào mọi người nhá. Đến đây chúng ta sẽ tiến hành làm tiếp. Các bạn coi ở video Trần Trung Hà nhá. Kênh Trần Trung Hà nhá. Tôi sẽ phát trực tiếp và nối những cái dây này lại nhá.